À rồi, đây 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 là mẹ của Ngô Sĩ Ngọc à, báo đấy, ngày xưa là giáo viên mầm non, bây giờ lên đi lên trông cháu lên cân rồi, và giọng ca lộng ca vàng xứ Nghệ đấy, chiền đấy, gốc Nghệ. Lạy Bây giờ lạy lặng chiền. bây giờ là có rất nhiều cháu mẹ hát tặng tặng mẫu thằng Mít, tặng cả nhà, tặng con trai một một vài bài hát nào tâm đắc nhất à. À, Xa khơi hay gì đấy, xa khơi này rồi, rồi bay bay sáng tạo này rồi, đấy. chị cũng sẵn cũng khoái À, rồi này đấy, cứ cứ xa khơi Nguyễn Thế Tuệ cũng được, nữa. phù bên này này, đúng không? Phù bên này. Đấy. Chào Rồi rồi rồi, rồi. chào Này mẹ năm. hát đấy, để đến ghi âm xem. Có mày ghi âm á. Rồi. Nắng tua chiều nay chiều tỏa nắng đôi bờ anh ơi, gió lộng buông mây biệt lặng sóng thuyền êm dòng khơi khoan giọng họ thương anh cách vơi kia biển rộng con nục con măng lướt sóng đôi bờ tung tăng chuồn con bay nơi nơi con giăng chiều gọi bàn đường khơi nắng tỏa chiều nay thuyền về mài đông chiều nay nhìn phương nam nhịp chéo nối liền thuyền đi muôn nơi đưa nhịp chéo chúng đôi miền ôi ngân vang lời ca câu hò thương nhớ ơi nhớ thương anh ơi vang về miền Nam quê ta biển rộng ơi biển tâm tình biển sao biển nói nên lời sóng cả ta chung lứa đôi ôi phong ba lướt xô mai chèo ta đôi bờ phong ba sóng dồn lòng ta luôn vững bền kề vai bên nhau nắng biển cũng mưa nguồn kề vai bên anh kề bên em luôn ôi mênh mông lời ca câu hò thương nhớ nhớ thương anh nhớ ơi vang về miền Nam quê ta biển dập dìu biển chung tình nói nên lời sóng cả ta chung lứa
Ôi xuống lướt xuống. Ôi phong ba lướt xuống, mai chiều ta đôi bờ. Phong ba sông dồn lòng ta luôn vững bền. Kề vai bên anh kề bên em luôn. Đúng rồi. Kề vai bên nhau. Kề vai bên anh kề đôi miền. Miền Nam xa, miền Nam quê ta, biển ơi, gần hết gì tao biển ở đó đó. Ấy, lâu lắm mà không hát cho nên là không thuộc mấy. Đặt sai không? Đặt sáu điểm nhưng mà chuột có cái câu sáu. Làm công đức không? Làm công đức để uống để lấy giọng đấy. Đấy, ngày xưa là hát được giải nhất hội phụ nữ xã Nghĩa Đồng. Đấy. Hát được giải nhất ấy, được tặng cái khăn mùng 8 tháng 3 sau về cắt đôi ra. cắt đôi ra. Sao lại được cái khăn cứ đôi ra nhỉ? Không, được cái khăn này được rong. À. Thằng cha này cho cái khăn là mười thiên này cho tao đi chi mi cả. À mười thiên à? Mười thiên. À. Đi làm ngô vực rồng. À rồi. Đi làm ngô vực rồng nó. Con ở sang cái đông quay lên mày chụp về lề hướng. Hướng mà dần mi đi lạc ăn dỗ với ông đi lạc hướng đường. À rồi. Đứng mặc áo dài hồng. À, sau này cơm được cái nón à? Nón. À. Tăng được cái nón. Đấy, được giải nhất nhá, hát được giải nhất xa khơi không? Bây giờ hát không thuộc hát lại. Cái câu cuối cùng. À thôi, không cần hát bài khác. Trong vời lưng núi xuôi nằm gì ra núi cao tầng. Tiếng hát ra rừng bao bó. Tiếng hát trên rừng bao bó. Ủa sao bất điện à? Mất điện không? À. Chết mất điện được cả có chi không? À không sao, cá mát mà. Đấy, cá, yên tâm, cá không sao đâu. Ở nhà bà trông cá với cháu thôi. Rồi. Đấy, tiếp hát bài. Trông vời lưng núi. Đó nhỉ? Trông vời lưng núi suối nằm con vắng. Bài này mới thuộc. À không thuộc. Hát bài thuộc ấy, mẹ hát bài thuộc ấy. Chị bài chỉ đi sáng tác đây. Không. Bài bây giờ hát này, tiếng hát rừng bắc bó xa khơi này rồi. Bài gì mà cơ nia, bóng cây cơ nia. Buổi sáng trời sáng em làm gì? Buổi. Trời sáng. Em làm rẫy thấy bóng cây cơ nia bóng ngã che ngực em vì nhớ anh không ngủ bóng buổi chiều đến dậy thấy bóng cây cơ nia bóng tròn che lưng mẹ vì nhớ anh mẹ khóc thấp quá bóng cây cơ nia vì nhớ anh mẹ khóc như bóng cây cơ nia như bóng cây cơ nia. Mẫu ơi, ra nghe bà hát nào. Mẫu ơi. Ra đây. Chúng nhờ đi. Đau răng rồi. Đấy, ngồi bên cạnh mà. Đấy, ngồi chỗ lọ nữa. Ngồi đây.
ngồi đi nghe chứ. Hai bà cháu cây cho... bóng cây cơn mưa, bóng ngà che ngực em vì nhớ anh không trôi chiều mẹ lên giấy thấy bóng cây cơn mưa bóng tròn che lưng mẹ vì nhớ anh mẹ khóc em hóa cây cơn mưa gió bay thổi về đâu bóng cây cơn mưa gió bay thổi về đâu về phương mặt trời mọc mẹ hỏi cây cơn mưa rễ cây uống nước đâu uống theo nguồn miền Bắc con chim có nhớ đất con run không nhớ đất chim gì không có nhớ rừng em và mẹ nhớ anh uống theo nguồn miền Bắc như gió cây cơ nia như gió cây cơ nia như bóng cây cơ nia như bao nhiêu tuổi nhỉ? 66 tuổi rồi. 66 tuổi giọng vẫn trong veo cả nhà ấy. Đấy. À bài tiếng đàn ta lư nhá. À tiếng đàn ta lư à? Rồi đấy, tiếng đàn ta lư. Tiếng đàn ta lư câu đầu thế nào nhỉ? Đi trên trường vui trên vai nàng chiều đàn ta lư em cất tiếng ca vang cùng núi rừng mừng thắng chân quê em. Từ trên đỉnh núi cao chót vó thân chót tiếng nàng vang lời em ca. Con chim phao xanh hót trên cánh ra mừng công anh bộ đội giải phóng quân ơi anh thắng trận miền Tây khai xanh đôi ta cơn hôm nào bốc cháy đôi trái tim sắc đi chặt đầy kia trong 1, 2, 3, 4, 5, 6 chục tên lính thủy đánh bộ mi kia nó bỏ xác trên rừng bộ đội giải phóng ơi các anh đang hay hú đàn em reo ca ơi đàn ta lư rừng núi quê ta từng bước reo ca con chim phao xanh hót trên cánh chào mừng công anh bộ đội giải phóng quân ơi anh thắng trận miền Tây khai xanh đồn ta cơn hôm nào bốc cháy đôi đồng chí xác bị chất đầy kia trong 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngàn tên lính thủy đánh bộ mi kia nó bỏ xác trên rừng bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hai hú đàn em reo ca đàn em reo ca từng bừng reo ca ơi đàn ta lư rừng núi quê ta rừng núi quê ta từng bừng reo ca làm hớp nước xong nghỉ tí tiếng trống trần đấy bà có lọ nước riêng của bà đấy
mẹ. Những chiều đi là ra làm vườn. À, cái máy kia nó xuất file xong chưa? Vâng. Xuất được chưa? Nãy vừa mất điện. À xuất được rồi. À, thoát thoát ra đi. Làm gì chuyển đấy? Để mua hay để mua. Để hết để xong bài kia rồi. Thôi cho hết đi. Hả? Để cho. Đấy, hát đi. Thêm bài nữa. Có à, bài gì nữa không? Ui nhiều bài. Nhiều bài. Nhiều bài không biết bài gì nữa. Nhiều bài. Hát bài bài gì nhỉ? Bài gì nữa? À không. À bài gì mà gió phi lao nhỉ? Có cầu rượu hay hát nhỉ? Anh yêu em yêu bờ cát trắng, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều, hay là giận thì giận mà thương thì thương. Giận mà thương nhá. À, giận mà thương. Giận mà thương cù. À rồi. Giận mà thương mỏi vẫn thương. Anh nhớ khoan vội mà bực mơ mình. Chứ anh ơi khoan vội mà bực mơ mình. Em xin kể lại phần mình cho tỏ. Cứ nhổ và rằng em không thương, không đo lường khi giấc cặn kè. Chính thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyện ngược lương. Giận mà thì giận mà thương thì thương. Giận mà thì giận mà thương thì thương. Thương anh chưa sai đường em không chịu nổi. Anh ơi anh xin anh đừng có giận vội. Trước tiếng anh nhớ phải từ mà tạch nhớ mình. Giận thì giận mà thương thì thương. Giận mà thì giận mà thương càng thương. Anh chỉ thay đường em không chịu nổi. Anh ơi anh xin anh đừng có giận vội. Mà trước tiên anh nhớ phải từ mà trách nhớ. Giận thì giận sau cái gì phi lao của rượu hay hát nhỉ? Tình yếu anh như sóng biển nhiều hôm tình được. Yêu trên dòng không có nói đấy. Tình yêu em như sóng biển nhiều hôm đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm. Những vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa như hàng dương gió reo suốt buồn. Anh yêu em như yêu bờ cát trắng, đường lòng lo âu khi mùa bão qua đây. Anh yêu em như yêu câu vĩ dặm, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đâu có gì đợi anh, lúng phong ba dập tiêu sóng. Như vầng trăng sáng tỏ giữa cây xa, như hàng dương gió reo suốt bốn. Anh yêu em như yêu bờ cát trắng, đừng đi xa như loài cá lang thang. Anh yêu em như yêu câu vĩ dặm, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Giận thì giận mà thương lại càng thương. Bài gì nữa nhỉ? Còn bài gì không nhỉ? Nhiều như vậy. Còn nhiều. Còn còn nhiều bài nhưng mà chưa nhớ ra. Bóng cây cơn đi hát rồi này. Bài
Anh nhớ ấy không? Ủa, cái gì? Chú Vinh hay hát ấy. Đừng vì anh là biển. Đừng vì anh là biển. Ai bài này máu anh thơ anh hát. Tao cho anh bài thơ. Số thầm và báo la. Đừng vì em là biển. Số thầm và báo la. Thuyền nan em bé nhỏ không xa đường bến bờ. Đừng vì em là biển nước mặn chát chân trời giữa mênh mông vẫn khát không uống được anh ơi. Đừng vì em là biển ngàn năm sóng số hoài suốt cuộc đời không gặp bến bờ là tạm phai vì mặn dâng cho đời buồn vui đầy lại vơi. Em không là biển khơi, em chỉ là em thôi. Đừng vì em là biển ngàn càng rộng càng cô đơn. Mỗi năm chân bão tan nát cả tâm hồn. Em không là biển khơi bên bờ năm khắp muôn nơi, mà lòng em chỉ muốn một mình anh thôi. Đừng vì em là biển, em chỉ là em thôi. Đừng vì em là biển, em chỉ là cả nhà thân mến, đây là mẹ thân sinh ra Ngô Chí Ngọc A Páo, mà A Páo có giọng hát hay đến bây giờ thuộc sở hữu gen di truyền từ bố thổi sáo, mẹ hát, cho nên bây giờ A Páo được hồi tụ từ hai cái đó thì A Páo mới có ngày hôm nay đấy. Còn yêu mẹ rất nhiều đấy, là khán giả của kênh A Páo cũng đang đón xem những clip của A Páo hàng ngày hàng giờ. Đây là mẹ thân sinh của A Páo, tên là Nguyễn Thị Cúc. Nguyễn Thị Cúc, mẹ trước là làm giáo viên mầm non nhưng mà hát hay quá cho nên là cán bộ cho đi hát là đi biểu diễn, đi vào chương trình của văn nghệ của xã, sau này của huyện, sau này của tỉnh, đi phục vụ cho các đoàn văn công ở trong tỉnh. Ngày xưa thì những bộ đội về làng thì thường có những đoàn văn nghệ của xóm của xã để biểu diễn phục vụ cho bộ đội đấy. Và mẹ bây giờ cũng 66 tuổi rồi, cũng có không trẻ nữa, nhưng mà mẹ cũng rất là yêu đời, lúc nào cũng ca hát cho con cháu nghe. Lâu lâu A Páo về lại bảo mẹ hát cho A Páo để A Páo lấy động lực để sáng tác ra nhiều bài về xứ Nghệ. Gốc của A Páo, gốc của bố mẹ là ở xứ Nghệ, nhưng mà lên Hà Giang năm 2009 là 809 mới lên, 2009 mới lên mà ở công tác và làm việc ở Hà Giang đến tận bây giờ. Tròn 10 năm rồi, năm nay tròn 10 năm là ở Hà Giang, nhưng mà lâu lâu mới về xứ Nghệ thôi. Kinh nghiệm lên Hà Giang 10 năm. Đấy, chúc cả nhà có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cả nhà để mấy hôm nữa A Páo có thời gian, A Páo sẽ thu âm cho mẹ và cho mẹ hát. Ủa, sẽ... ra tao muốn hát thêm được mới lại. Mẹ muốn hát thêm, đây đang nhiều bài. Mẹ muốn hát thêm, cả nhà ủng hộ hát là gì? Ai yêu miền Nam. Ai yêu miền Nam rồi. Ai yêu miền Nam như tâm
biển mặt, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt, như tâm lòng của ba nhớ tới đồng bao miền Nam. đang thương miền Nam để cố gắng phấn đấu và dịch dịch virus bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình trong tim miền Nam như bóng hình của bác tuyên tiếng một lòng mà thủy chung mà son sắt theo tiếng lời gọi của bác tới đồng bào trần lấy lưng ai yêu miền Nam như tấm lòng của miền Bắc, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng của Bắc luôn về miền Nam. Trên khắp quê hương thân chân lấy lưng, trên khắp quê hương thân chân lấy lưng. Đấy, ca khúc là hướng miền Bắc hướng về miền Nam nhỉ. Đấy, mẹ A Pháo tặng đồng bào miền Nam, mong là đồng bào miền Nam đợt này Covid đang tăng mạnh, chúc đồng bào nhân dân miền Nam thoát khỏi dịch Covid và để cho trở lại hoạt động bình thường, để cho đồng bào được đi lại tự do hơn. Đấy, còn bài nào nữa không? Chưa, hát xứ nghệ đấy. Tôi tưởng hết rồi. Bài Dòng nghề tìm về ai à, của nhạc sĩ Xuân Hòa cả nhà nhé. Đấy, mẹ rất là yêu văn nghệ. Ui, mẹ đầy Dòng nghề tìm về à, câu đầu nào nhỉ, của bác Hòa nhỉ, Xuân Hòa. Cái dòng quê ta đậm đa số bằng tiếng nói quê mình một câu đâu hết mà đương tìm bắt tay em bắt tay Dòng nghề tìm về. Dòng nghề tìm về đấy, quên lời không sao. Bài đầu tiên nó vào cái lệ tìm bài khác không cần bài đấy, chờ tí nữa nhớ thì hát cả nhà đấy, để xem còn dung lượng không. Vẫn đang quay 28 phút rồi. Trước anh nói quá sống vì cần diễn tập sau lại thêm cả việc riêng thì anh cần sang bên nữa. Việc công thì em sẵn sàng mưa to gió bão, còn việc riêng thì ở tế ta. Đấy, bà cũng dùng điện thoại cảm ứng nha, yên tâm. Mẹ cũng biết ở đâu đâu. Vô đó là nhớ lại cái câu đầu thôi. Đấy, chỉ cần nhớ câu đầu thôi, còn ở sau không cần biết. Nghe tiếng ai quen giữa dòng người xa lạ, một cái bắt tay này em người mồ đỏ, cái dòng quê hương đậm đà sâu nặng, tiếng nói quê hương mộc mạc mà thương, tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ, đã gặp nhau rồi rằng dễ làm quen, đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương. Tiếng cha âm vang, tiếng cha âm vang, gió nó bồng ngạt, tiếng mẹ ơi rét ngọt, có tiếng
sao diều miền quê êm ả, có khỏi làm chiều bờ tre mái rạ, và những tàu tân một nặng hai sương. Tiếng chạm pha gió lao vọng ra, tiếng mẹ à ơi ca dây chặt ngọt. Có tiếng sao chiều miền quê êm ả, có khỏi làm chiều bờ tre mãi già, và những tàu tâm một nặng hai sương. Có tiếng quê hương nặng yên tình, có tiếng quê mình hoa rừng trộn biển. Rồi gặp nhau đây xôn xao tiếng nghề, mới anh mới chị mới bạn mình ơi, tình yêu dặm nghề đưa nhau tìm về. Tình yêu dặm nghề đưa nhau tìm về. Ai đi xa mộ đó, nghe thân thương như dòng sông thừa nhỏ. Đó, đó. Ai là ai quên à? Bài điệu vị dặm là em. Điệu vị dặm là em. Rồi một chiều. Rồi một chiều chợt nhớ quên. Nghe em hát dân ca xứ nghệ. Thơ xưa điều vì quê hương giữa bốn bề văn rôm, đất quê mình còn nghèo lắm người ơi, sao điều vì cứ nghĩa tình đến thế nào nào lắng. Mời anh về xứ nghề ơi, sông khát sông quê, ai đi xa mộ đó nghe thân thương như dòng sông thuở nhỏ, ai là ai quen sao nữa không quên. Anh cứ đùa em nọ cho bà nọ lấy, sao niềm lòng ngồi hát để anh nghe. Khúc dân ca có từ trong máu thịt, không thể dối lòng làm sống dậy một thôn quê. Tôi viết tặng em mỗi ca lần đầu gặp gỡ, nơi chia xa không nói được nên lời, nhưng điều vì theo anh về nói mãi, nhưng anh cứ mơ hoài điều để hát xong lại uống đấy. Còn còn muốn hát nữa không? Có. Ô, có. Đấy, mẹ rất yêu nhạc. Mẫu hát đấy. Mẫu ngồi nghe đã mệt lắm rồi. Hát từ đấy từ một tiếng rồi. Thử ta, thử tao đến mô chứ. À đến mô. Bên một live show của mẹ rồi. Đấy, mẫu nghe một bài nữa là được rồi. Hát bài gì để tranh thủ cho mẫu cháu nó nghe. Mẫu à. À, mẫu thích nghe bài chí nào? Mẫu thích nghe bài gì? Không thích nghe. Thích bài... Thích bài... Thích bài... Thích
Anh dần thế à? Anh nhưng mà đời đề bài không nhớ. Không cần, cứ thuộc là được. Ai thì cũng được. Dần thì dần thì dần hơn là nhỉ? Không, về, anh về sự nghề. Anh về sự nghề mình ơi. Đất mẹ miền Trung không nào làm. Không, bài thánh tài hãy hát mới mới đấy chứ. Chiều chiều. Bánh để biết cả thanh tài nữa đấy. 25 12 88 chỉ mà ruộng nghe chỉ mà ruộng nghe thôi. Thôi bài nào thuộc cũng được. Không thuộc bài nào thuộc nhưng mà không nhớ đây cái câu đầu là sáng nhớ cái câu đầu. Đấy, dùng cảm ứng đấy lướt web vòng vòng nhé. Trong người chim đây hát rồi. Dùng iPhone lướt web vòng vòng nhé. Đấy, còn biết ghi âm giọng thì tìm về nhé. Hát bài nào cũng được. Bài nào nhớ nhất bây giờ nhớ làm sao được. Nhớ nhất cái bài, không nhớ cái câu đâu thôi. Đấy đây. Việt Nam quên tôi cho nhanh. Một khúc tâm tình người hai tiếng. Chưa đi mua rồi cùng nhớ. Chưa đi mua rồi cùng nhớ về Hà Tĩnh. Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng cả quê ta. Chưa đi mua rồi cùng nhớ về. Thôi nhỉ, đến đấy thôi nhỉ.
rồi rồi. Rồi. Để câu bài thi tổng kết đi. Bài thi tổng kết. Hát rồi bay buồn đi làm kia. À, không, giờ hát nhiều quá mẹ mệt đấy. Không, không mệt tao đâu. Một bây giờ mẹ bà không mệt đâu nhá. Bà này. Ngồi ngồi nghe đã mệt rồi. Vẫn nghề lắm, mình thấy tổng kết. Tập tập từ 3 lần rồi vẫn chưa được. Đấy bà bây giờ lại là tiếp tục chọn bài hát. Sợ máy vẫn còn dung lượng, không mới có 40 phút thôi. Mọi ngồi xoay bên này để nghe mẹ bạn hát. Đấy, lưu xoay. Được. Lưu được không? Vẫn lưu yên tâm. Chỉ cần nghe nốt bài này. Để dung lượng mà vô vẫn lưu chúng gọi thì không. Cứ làm nốt một bài anh bảo nhỉ. Ngày xưa anh hát tập. Người ơi, người ở đừng về. Người ơi, người ở đừng về. À, mở bài có kết luận. À, có kết luận. Người ơi, người ở đừng về. Đó là câu đầu gì? Người về em vẫn người người ơi người ở rửa mặt tư khoa rồi nốt bài này nữa. Rửa mặt tư khoa tôi nghe rửa mặt tư khoa tôi nghe nghe câu nghe tình ơi câu anh đi qua bao miền quê
phảng phảng theo chân hương, chiều hi em hạt dòng em ngân lên răng thương nhau cho tròn răng qua cơn hoạn nạn thì mới hiểu lòng nhau ơi câu hòn nào em hát chiều đi răng mà thương mà nhớ tiếng hát em vút cao mấy lăng lăng cúi đầu điều hò sông nước sao xiêm tình đắt nước người bé hình cháu trước lúc về mang năm châu ngày xưa mẹ ru bằng câu hò giữ chờ điều ý này gặp ngày nay sao mà thương mà nhớ anh qua miền quê sang người theo chân bác theo mẹ cũng mệt lắm rồi. Đây là live show của mẹ. Cả nhà thân mến, video của Ngô Sinh Ngọ Báo xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã và đang quan tâm theo dõi. Đây là mẹ sinh ra A Báo, sinh ra Ngô Sinh Ngọc. Ngô Sinh Ngọc có giọng hát như thế này, A Báo có giọng hát được như này là do mẹ, nguồn gốc là từ mẹ và bố. Bố thì tuổi giáo hay ở quân khu 1. Mẹ hát rất hay cho nên là tối huyền ren di truyền, cho nên là cả nhà đều ai cũng có giọng hát rất tốt. Những người anh của A Báo cũng là nhạc sĩ, ca sĩ ở trong các cơ quan ban ngành của nhà nước, còn A Báo thì là tự do cả nhà nhé. Đấy, cảm ơn mẹ. Có mệt không? Đấy là bảo là dừng lại, không có còn hát tiếp đấy. Đây là đây là bà, còn đây là cháu gái của Ngô Sinh Ngọc A Báo đấy, ngồi nghe bà hát mà toát hết cả mồ hôi này. Con bây giờ học lớp mấy nhỉ? Màu nhỉ? Con 11 này đấy, học lớp 11 lớn sắp bằng bà này. Đấy. Ngày xưa là chú thường đưa cháu đi học lớn lắm rồi, bây giờ chú không đưa đi được rồi. Đấy. Rất lớn rồi. Cháu to hơn chú rồi. Đấy, rất xinh gái. Đấy. Nhưng mà Mẩu có biết hát bài gì không nhỉ? Không, hát toàn hàng nhạc trẻ thôi. Hát một câu được không? Nhạc trẻ cũng được. Nhạc trẻ hát đi chứ. Hát mà, hát bài nghe mà. Đây là con gái của nhạc sĩ Ngô Sĩ Tùng. Cái loài mà cứ nhạy ơi. Không, đấy là nhạc trẻ không hay. Con hát bài gì mà thấy hôm nào đi hát karaoke mà. Đây. Rất xinh gái này. Mười mấy nhỉ? Bây giờ mười mấy tuổi nhỉ? 16 tuổi nhá. Đấy. Cháu gái 16 tuổi nhá. Nếu mà ai thương ai thích thì trong tầm 17 18 19 20. 5 năm nữa nhá. 5 năm nữa thì alo cho A Báo bảo là thích cháu gái của Ngô Sinh Ngọc A Báo thì phải đặt cọc trước 5 con bò, 2 con lợn, 3 con gà. Thế thôi. Mỗi thứ cái gì nhỉ? 9, có nghĩa là 9 phải luộc 9 rồi. Mỗi thứ một đôi. Người 9 hồng mao mỗi thứ một đôi nhá, cả nhà nhá. Rất là xinh gái luôn đấy. Nhưng mà cũng rất là yêu văn nghệ đấy, hát hò rất tốt. Nhưng mà mỗi tôi là hôm nay ngại thôi. Đấy, có răng khểnh rất đẹp này, cười chú xem nào, đấy. Có răng khểnh như chú này. Có hai cái răng nanh hai bên, răng khểnh hai bên. Rất xinh. Ở nhà hôm nay nghỉ hè này,
ngồi nghe bà hát toát hết cả mồ hôi rồi. Thế nghe bà hát thì có cảm nhận được gì không? Không. Không à? Đấy, con hát được dân ca xứ Nghệ như bà không? Không. À đấy, không hát được dân ca xứ Nghệ như bà. Đấy, bây giờ toàn thuộc nhạc trẻ đấy. Lướt Facebook, Zalo các kiểu này, vẫn có Facebook này. Facebook là gì này? Đấy, không cho Facebook đâu. Không có, không học hành được đâu. Không cho. Đấy, gọi là biết thôi, biết là cháu gái của Ngô Sĩ Ngọc Áp Báo là được. À, cả nhà yêu thích kênh của Áp Báo thì hãy giúp mì tô ủng hộ cho Áp Báo mấy nữa. À, con có bộ tây không nhỉ? Ở nhà không? Có. Ừ, sáng mai quay một tí cả nhà. Mai à? Mai bận gì không? Sáng hay chiều? À, sáng cũng được. Chiều thì được, sáng con đi học. À, sáng đi học, nghỉ hè mà. Mai con đi học. À, mai đi học rồi. Con đi học thêm. Chào cả nhà nha, đây cháu gái Áp Báo, chào cả nhà Mù Sa Sai Lò Sa Sai nha. Chào cả nhà nhé, nóng hết máy rồi.